Chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 29, giải mã những bí ẩn và thắc mắc của người hâm mộ. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 29 của chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung. Đây chính là nơi mà chúng ta cùng nhau giải đáp những câu hỏi, suy ngẫm về các tình tiết trong bộ tiểu thuyết đấu phá thương khung đình đám, từ những bí ẩn về các nhân vật, sự kiện quan trọng đến những tình tiết thú vị về thế giới đấu khí đại lục. Tất cả sẽ được phân tích và mổ xẻ kỹ càng. Trong số này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những câu hỏi hấp dẫn như là việc tại sao Tiêu Viêm không thể nào ở bên Vân Vận dù họ có tình cảm, huyết mạch đấu đế thực sự mạnh đến mức nào và vì sao tất cả các đấu đế trước Tiêu Viêm lại biến mất, cũng nhiều thắc mắc khác liên quan đến hành trình của nhân vật chính và thế giới đầy huyền bí của đấu phá thương khung. Hãy sẵn sàng để bước vào thế giới của đấu khí, âm mưu và những cuộc chiến không hồi kết. Liệu rằng câu hỏi của các bạn có được giải đáp trong số này? Cùng theo dõi để tìm ra câu trả lời các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên, khi mà Vân Vận nhìn thấy Vân Sơn phiên bản Thiên Hỏa Tôn Giả, phản ứng của cô lúc đó sẽ như thế nào? Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sơn xuất hiện trước mặt của mình một lần nữa, nội tâm của Vân Vận tràn ngập sự kinh ngạc và hoang mang. Trong ký ức của cô, Vân Sơn đã bị Tiêu Viêm tiêu diệt bằng Phật Nộ Hỏa Liên trong trận chiến tiêu diệt Vân Lam Tông từ lâu. Nay một người lẽ ra đã chết lại đứng sừng sững trước mặt của cô. Điều này khiến cô cảm thấy không thể nào tin nổi. Ánh mắt của cô lộ rõ vẻ khó tin, cơ thể cũng vô thức mà run rẩy, như đang cố gắng xác nhận cảnh tượng trước mặt có phải là sự thật hay không. Sau đó khi mà biết Vân Sơn trước mắt không phải là sư phụ của chính mình, mà chính là Thiên Hỏa Tôn Giả chiếm lấy thân thể của Vân Sơn, Vân Vận rơi vào sự giằng xé và đau khổ. Một mặt Vân Sơn chỉ là sư phụ đã nuôi dạy cô nhiều năm, đối với cô như là một người cha. Dù sau này Vân Sơn đã khiến cô thất vọng và đau lòng, thế nhưng mà tình nghĩa thầy trò vẫn rất là sâu đậm. Nay khi mà thấy thân thể của sư phụ bị người khác chiếm dụng, trong lòng của cô cảm thấy vô cùng xót xa và đau khổ. Cú sốc về mặt tình cảm này khiến cô khó lòng chấp nhận ngay lập tức, và cô nảy sinh những cảm xúc phức tạp đối với hành động của Tiêu Viêm. Có lẽ trong lòng cô trách Tiêu Viêm tại sao lại đối xử như vậy với di thể của sư phụ, khiến cô phải đối mặt với nỗi đau này một lần nữa. Tuy nhiên mặt khác, Vân Vận cũng hiểu rằng giữa Tiêu Viêm và Vân Sơn có mối thù. Vân Sơn để giúp Vân Lam Tông bá chủ, không ngần ngại cấu kết với Hồn Điện, gây hại cho nhiều người vô tội và mang đến đại họa cho gia tộc Tiêu Viêm. Hơn nữa, chính cô cũng từng đau khổ và giằng xé vì mâu thuẫn giữa Vân Lam Tông và Tiêu Viêm. Nghĩ đến điều này, nội tâm của cô càng thêm giằng xé. Cô hiểu rằng hành động của Tiêu Viêm ở một mức độ nào đó là có thể hiểu được. Thế nhưng mà về mặt cảm xúc, cô vẫn không thể nào dễ dàng buông bỏ. Sau một thời gian vật lộn với cảm xúc, tâm trạng của Vân Vận dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô bắt đầu cố gắng hiểu hành động của Tiêu Viêm. Dù sao thì Thiên Hỏa Tôn Giả từng giúp đỡ Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm sử dụng thân thể của Vân Sơn cũng là để giúp Thiên Hỏa Tôn Giả hồi sinh. Hơn nữa, cô cũng nhận ra rằng sư phụ của Vân Sơn đã qua đời. Dù cô có đau khổ và tiếc nuối đến đâu cũng không thể nào thay đổi sự thật này. Cô hiểu rằng mình không thể nào mãi đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ, mà cần phải nhìn về phía trước. Tuy vậy, mỗi khi nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn Giả với thân thể của Vân Sơn xuất hiện trước mặt của mình, lòng của Vân Vận vẫn không khỏi dấy lên một chút xao xuyến. Gương mặt quen thuộc ấy luôn khiến cô nhớ về những kỷ niệm cùng với sư phụ, những ký ức vừa đẹp vừa đau đớn. Cô cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Thiên Hỏa Tôn Giả, vì mỗi lần gặp ông, nội tâm của cô lại bị chấn động thêm một lần nữa. Tuy nhiên theo thời gian, cô dần chấp nhận hiện thực này. Dù sao thì Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiêu Viêm có mối quan hệ thân thiết, và tình cảm cô dành cho Tiêu Viêm vẫn còn. Vì Tiêu Viêm, cô sẵn lòng thử chấp nhận sự tồn tại của Thiên Hỏa Tôn Giả. Câu hỏi số 2. Tại sao Tiêu Viêm không thể nào ở bên Vân Vận? Trong đấu phá thương khung, dù là những khoảng khắc đẹp đẽ ở dãy núi ma thú hay là những tình cảm dịu dàng ở sa mạc tháp Qua Nhĩ, không thể phủ nhận rằng giữa Tiêu Viêm và Vân Vận có một mối tình cảm nhất định. Tuy nhiên cuối cùng Tiêu Viêm lại không chọn ở bên cạnh Vân Vận. Tiêu Viêm là một người rất là coi trọng tình nghĩa, đặc biệt là đối với Tiêu gia, bao gồm cha và anh trai của anh. Trong khi đó, Vân Vận chưa bao giờ thực sự tôn trọng Tiêu gia, từ việc Nam Lan Yên Nhiên đòi hỏi từ hôn. Cô đã nhắc rằng quyết định này được sự đồng ý của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận. Điều này khiến ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm về Vân Vận trở nên rất là tệ, rằng cô ta độc đoán và coi thường Tiêu gia. Thực tế ngay cả Nạp Lan gia cũng không thích việc Vân Vận can thiệp vào chuyện tử hôn, huống hồ là Tiêu gia người bị hại trực tiếp. Khi mà Tiêu Viêm chuẩn bị tiêu diệt Vân Lam Tông, Vân Vận vẫn không đặt gia tộc Tiêu gia vào bên trong mắt. Nếu không thì làm sao cô có thể hùng hồn hét lên rằng Tiêu Viêm phải làm thế nào? Cô còn nói rằng Vân Lam Tông đã đến mức này rồi, tại sao Tiêu Viêm không dừng lại? Rõ ràng việc cha của Tiêu Viêm bị bắt và Tiêu gia suýt nữa bị Vân Lam Tông tiêu diệt không hề quan trọng với Vân Vận. Thực tế khi mà nghe Vân Vận cầu xin, Tiêu Viêm không chỉ là không để tình mà còn tức giận hơn, chửi thẳng Vân Vận là một người phụ nữ ngu ngốc. Nếu một người như Vân Vận, kẻ không coi trọng Tiêu gia mà vẫn được Tiêu Viêm chấp nhận, thì Tiêu Viêm đã không còn là người coi trọng tình nghĩa. Dù cho Vân Vận không có những vấn đề như vậy và là một người phụ nữ hoàn hảo, thì việc cô là tông chủ của Vân Lam Tông cũng đủ khiến Tiêu Viêm không thể nào chấp nhận ở bên cô. Mối thù giữa Vân Lam Tông và Tiêu Viêm quá sâu đậm, từ việc cha của Tiêu Viêm Tiêu Chiến bị Hồn Điện bắt đi, anh trai Tiêu Đỉnh bị truy sát đến tàn phế cả hai chân, anh trai thứ hai là Tiêu Lệ mất gần hết tuổi thọ vì uống thôn sinh đan, và quan trọng nhất là lão sư của Tiêu Viêm Dược Trần cũng bị Hồn Điện bắt đi, tất cả đều chạm vào nỗi đau nhất của Tiêu Viêm. Với những hận thù này, việc Tiêu Viêm chỉ yêu cầu giải tán Vân Lam Tông đã là một hành động rất là khoan dung, không đủ ác độc rồi.
làm sao anh có thể ở bên cạnh Vân Vận cho được? Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có lẽ toàn bộ Vân Lam Tông đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bị thiêu đốt 3 ngày 3 đêm bởi dị hỏa và cuối cùng bị dội nước sôi một lần nữa. Có lẽ Tiêu Viêm 18 tuổi từng rung động trước Vân Vận và Tiêu Viêm 20 tuổi có thể đã nể tình mà nhẹ tay với cô. Thế nhưng mà Tiêu Viêm càng trưởng thành, anh càng không thể nào vì Vân Vận mà đi ngược lại nguyên tắc và trái tim của mình. Thực tế dù Tiêu Viêm có tình cảm với Vân Vận, anh chưa bao giờ có cơ hội phát triển tình cảm này. Quyết tâm của Tiêu Viêm dành cho Vân Vận vốn đã không đủ và bản thân Vân Vận cũng không thể nào vượt qua rào cản do Vân Lam Tông gây ra trong lòng của mình. Vậy nên làm sao hai người có thể đến với nhau? Không thể phủ nhận quyết tâm của Tiêu Viêm trong việc theo đuổi người mình yêu. Chỉ cần anh muốn dù làm mỹ nữ số 1 đấu ký đại lục Huân Nhi hay là việc trở thành đấu tôn đấu thánh, anh cũng sẽ nhất định đạt được. Thực tế khi mà Huân Nhi trở về cổ tộc, Tiêu Viêm đã nói rằng ta nhất định sẽ tìm nàng. Còn khi mà Vân Vận rời khỏi Sa Mạc Đế Quốc, Tiêu Viêm chỉ nói một câu chúc phúc như là bạn bè. Từ đây có thể thấy rằng Tiêu Viêm thực ra chỉ hỏi Nạp Lan Yên Nhiên về việc Vân Vận có muốn trở lại Sa Mạc Đế Quốc sau khi anh trở thành đấu đế, chỉ như là một lời xã giao mà thôi. Câu hỏi số 3, tại sao tất cả các đấu đế trong đấu phá thương khung đột nhiên biến mất? Trước khi mà đà xá của đế trở thành đấu đế, vị đấu đế cuối cùng được ghi nhận trong lịch sử, tất cả các đấu đế khác đã đột nhiên biến mất. Thêm vào đó, bí mật về việc cần nguyên khí để đột phá lên đấu đế cũng không hề được tiết lộ cho bất kỳ gia tộc đấu đế nào. Thực ra vấn đề lý do chính xác khiến tất cả các đấu đế biến mất là gì? Chỉ riêng việc tồn tại huyết mạch đấu đế cũng đã định sẵn rằng tất cả các đấu đế trước nhân vật chính đều phải biến mất. Huyết mạch đấu đế tăng cường sức mạnh tùy thuộc vào nồng độ của huyết mạch. Ngoài những trường hợp hiếm hoi có huyết mạch thần phẩm, cơ bản là càng gần với đấu đế, nồng độ huyết mạch càng cao và khả năng gia tăng sức mạnh lại càng lớn. Khi mà Tiêu Viêm trở thành đấu đế, con gái của anh Tiêu Tiêu đã lập tức đạt đến cấp bậc Bát Thiên Đấu Thánh. Cha của anh Tiêu Chiến và hai anh trai Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng đều đột phá lên cấp độ đấu thánh. Rõ ràng con cái trực hệ của đấu đế sở hữu huyết mạch đấu đế thậm chí còn mạnh hơn cả huyết mạch thần phẩm. Ngay cả khi không cần sự trợ giúp từ cha là đấu đế, việc trở thành một cường giả cận kề cửu tinh đấu thánh cũng là điều dễ dàng. Và những cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong này chỉ cần có nguyên khí là có thể đột phá lên đấu đế. Điều này có nghĩa là ở trong thời kỳ cổ đại, khi mà đấu phá thương khung không thiếu nguyên khí, một khi có ai đó đột phá lên đấu đế thì con trai con gái thậm chí là cha mẹ anh em của người đó đều có khả năng lớn để đột phá lên đấu đế. Nhưng thế hệ tiếp theo của các đấu đế sẽ kéo dài mãi mãi và thật là khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu đấu đế trong một gia tộc đấu đế. Tất nhiên có thể nói việc đạt đến cảnh giới đấu thánh nhờ vào huyết mạch đấu đế sẽ khiến việc đột phá đấu đế khó khăn hơn. Thế nhưng khi mà thấy con gái của Tiêu Viêm Tiêu Tiêu thường xuyên phải ngủ vì lý do thể chất và mỗi lần tỉnh dậy là sức mạnh lại tăng lên, điều này khiến người ta tự hỏi liệu con cái của những đấu đế khác có cần phải tu luyện cực khổ không. Hơn nữa đừng quên rằng ở trên đấu khí đại lục còn có đại thiên thế giới. Với huyết mạch đấu đế kỳ diệu như vậy, không chỉ tộc ngoại giới tà ác mà cả đại thiên thế giới cũng không có ai quan tâm hay sao? Thực tế nếu việc năm đấu đế không phá không và Tiêu Viêm không tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đại thiên thế giới thì việc đại lục đấu khí mở lại thông đạo đến các vị diện khác có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 29. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn bật nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.